Mời cả nhà ăn sáng nhá. Thịt lợn đen cả nhà, thịt lợn đen, phở đỏ và đây thì có ốc đậu này. Xin chào các bạn nhá, đến với kênh YouTube của Hải. Hôm nay thì Hải lại tiếp tục đi chợ phiên mọi người ạ. Hải đang có mặt tại chợ Lùng Phình. Chợ này diễn ra vào sáng thứ sáu hàng tuần. Mọi người đi chợ khá là đông và bây giờ thì Hải sẽ đi quay chia sẻ gửi tới quý vị các bạn nhé. Xem chợ có đặc điểm gì rồi bật có mặt hàng gì phong phú, Hải sẽ gửi tới quý vị các bạn. Xin mời các bạn. Trên kia là cổng chợ các bạn. Bây giờ thì mời các bạn đi khám phá trải nghiệm nhé. Chợ này thì chủ yếu là đồng bào người Mông và đôi khi thì cũng có ít của dân tộc người Lùng các bạn. Đấy, chúng ta đang bắt đầu tiến tới cổng chợ. Đấy, ngay khu vực đầu cổng ấy, Hải thấy là người ta bán rất là nhiều đồ nhé. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán những cái cối bằng gỗ này các bạn này. Đấy, mình quay cho các bạn xem một tí nhé. Em xem tí anh nhá. Ở đây thì Hải thấy là cái này là cái gì đấy? Cốc à? À cối à? À. Ở đây là cái cối bằng gỗ các bạn, cối bằng gỗ. Cối nhỏ. Cái này đẹp này các bạn này. Mình thấy cái này khá là đẹp nhé. Cái này nhãn này. Lắp này. Ví dụ cái này bao nhiêu tiền anh? Cái này 350 nghìn. Cái này thì các bạn mua về có thể là giá ớt này, hạt tiêu này, hạt dổi này. 350 bộ này các bạn. Đấy, đẹp nhỉ? Đây. 350 kèm cả chày. À có cả chày luôn đúng không? Đây. Có cả chày này luôn các bạn. Đây. Đấy. Ra chày. Đấy. Phải để kiểu này. Lắp ráp luôn cả bộ các bạn. Chày này, lắp này. Cối này. Đấy. 350 bộ này. Ở đây này bác bán nhiều lắm. Đây này, cái này to nhất này các bạn này. Đấy. Cái này giá ớt, hạt tiêu, hạt dổi. Rồi một số gia vị thức ăn các bạn. Đấy. Còn bên này thì mùa này là mùa mít các bạn. Người ta bán nhiều lắm, ở trên chợ người ta bán rất là nhiều. Hình như là đây là mít dai nhé các bạn nhé. Quay kỹ cho mọi người xem này. Thơm nhỉ, đây này. Rất là thơm các bạn, mít chín rất là thơm. Cái nhựa này, mình nhớ là ngày xưa cái nhựa này mình hay để bẫy ruồi các bạn. Bẫy con ruồi, nó bâu vào cái nhựa này, nó dính vào đây luôn. Mít trên vùng cao các bạn, mít dai nhé. Đấy, có cả mít mật và mít dai. Ở bên đây là mình thấy là cái này gọi là cái gì nhỉ? Không phải cái yên ngựa chứ nhỉ? Đây gọi là cái này gọi là cái gì bác? Đá? Yên ngựa? À, cái yên ngựa. Cái này người ta để thồ này. Cho nên cái này cho xuống người con ngựa xong để đồ lên trên cho đỡ đau con ngựa các bạn. Và à đồ để hai bên nhỉ? Cái này bao nhiêu tiền bác? 300. Cái này bác tự làm à? À đây này. Bác đóng đinh. Đóng đinh. Rất là hay nha các bạn nhé. Yên ngựa. Đấy. Đấy, cái này là các bạn để lên người con ngựa và đồ để hai bên các bạn. Và đây thì bác bán hình như cả thớt nghiến này các bạn này. Ui, lỏng phết các bạn. Cái này cứng lắm các bạn ơi, rất là cứng nhá. Cứng lắm. Cái này gỗ tên là gì bác? Nghiến á. Ồ đây. Cái này khoảng 300-400 không ạ? 250 nhỉ? À. Cứng nhờ các bạn nhỉ? Cái này thì các bạn có thể là thái thịt, thái rau, củ quả. Đấy, chặt gà thì nữa. Và
cứng lắm, gỗ nghiến thì các bạn biết đấy, cái chất gỗ nghiến thì bao giờ nó cũng cứng các bạn. Ngoài ra thì bác bán cả một số dây thừng. Cháu cảm ơn bác nhé. Ở chợ, ngay ngoài chợ, cổng chợ các bạn đông lắm. Đây các bạn có thể thấy là ngay cổng chợ buổi sáng ngày hôm nay rất là nhiều bà con đi chợ, đi chơi rồi đi mua sắm. Và Hải cũng vậy, Hải cũng là một trong những người đi chơi, đi trải nghiệm, khám phá. Hải sẽ mời mọi người đi khám phá từ từ ở khu vực chợ phiên ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Rất là mong quý vị và các bạn xem video, cho Hải xin một đăng ký kênh, một chia sẻ để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Ở khu vực này rất là nhiều quả mít này các bạn này. Những quả mít. Đây là quả này chín rồi này. Nói chung là toàn mít chín hết rồi này các bạn. Đây này. Quả này hình như là mít mật hay sao này các bạn này. Phải mít mật không bác? Đấy. Mít mật gai nó nhỏ này. Yeah. Này. Gai nó nhỏ. Còn đây nè. Đây là mít dai. Bác ấy bán rất nhiều nhé. Đây là bác có thể là lấy múi ra cho khách luôn này. Đấy. Hình như anh này anh mua một quả này. Đó. Mít mật anh. Anh mua quả mít. Vâng. Bao nhiêu tiền một cân bác? 10.000 à? 10.000 một cân. Bác có cả mít mật, mít dai. Ở bên này nữa thì Hải thấy là quả dâu da các bạn. Dâu da mùa này nhiều lắm. Cái này ăn chua chua ngọt ngọt. Đấy. Cái này chắc là 10.000 một chùm này các bạn này. Đấy. Review chợ phiên cho mọi người xem. Đấy. Cái quả này là người ta trồng được nhé các bạn nhé, chứ không phải là lấy ở trên rừng đâu. Lúc đầu ấy thì mình tưởng là người ta lấy ở trên rừng, nhưng mà hóa ra là cái cây này người ta cũng có thể là trồng được. Và nó ra sai lắm. Rất là sai nha các bạn nhé. Đây này chị này bán này, đây. Cứ 10.000 một bát này. À tranh thủ đi đi chợ bán là khâu luôn đúng không? Đi thêu luôn các. Đi thêu những cái gọi là cái đồ thổ cẩm ấy các bạn. Tranh thủ những thời gian rảnh rỗi mà chưa có khách thì chị đi ngồi thêu luôn các bạn. Còn khu vực bên trong kia là khu vực người ta bán rượu nhá. Rượu ngô các bạn. Đấy. Mình sẽ vào một tí quay cho các bạn xem. Đấy, khu vực rượu ngô. Đấy, rất là nhiều người bán rượu các bạn. Rượu đây thì có nhiều loại, có loại 20.000, loại 30, 35 và loại 6-70 là loại đắt nhất các bạn. Rất là thơm nhé, chúng ta đứng ở đây là một số bác mở những cái nắp ra và nó bay phảng phất thì rất là thơm các bạn. Rượu ngô. Đấy, lên vùng cao mà các bạn không ăn mèn mén này, không ăn óc đậu này, hoặc là uống rượu ngô thì coi như là chưa từng lên vùng cao các bạn. Đấy, rượu ngô rất là nhiều. Ở đây thì là chúng ta mua thì là chúng ta có thể là thử các bạn. Đấy, chúng ta uống thử. Ví dụ như quán này ngon thì chúng ta có thể là mua. Hoặc là quán kia ngon thì chúng ta có thể mua. Đấy, ví dụ như là anh kia anh đang thử rượu đấy các bạn. Xem quán nào ngon thì mua. Đấy. Ai cũng mời các bạn. Đấy, ví dụ cô này cũng đang mời này. Đấy. Cái này là mình được quyền đi thử nhỉ? Được quyền đi thử. Cái quán nào ngon hơn mình mua đấy ạ? Vâng, lý là không thơm thì nó có mùi thì mua. Nói chung là họ cho mình thử nhỉ? Cho mình thử thôi. Thôi uống đi, mình uống rồi. Mình biết rồi. Đâu xem em tí nữa này. Uống hết luôn nhá. Đây là mời các bạn nhá. Rượu ngô này các bạn này. Đấy. Mời các bạn uống rượu ngô. À. Nó lặng đấy. Đỏ đấy. Em không uống được rượu nào đỏ đấy. Nhà anh gần đây không? Anh ngay chỗ này à? Hôm nay đi chợ sớm đấy, mua xong rồi à? Về thôi. À mua đồ về à? Tưởng nhà có việc làm em lên làm cấy mua này cấy hết rồi nhỉ? Cấy rồi. Ngâm mặn. Hả? Mua ít rượu đi ngâm mặn. À ngâm mặn á? Ngâm quả lê ngâm nữa. Vâng. Ngâm lê ngâm mặn. Nhưng mà có khách để cho. Đúng rồi, có khách đến mời uống nhỉ? Hay đấy nhỉ?
Đấy, cứ đi chọn thử thôi. Chốt không? Chốt bà chốt bác này không? Chưa chốt à? Giờ chốt. Đang chuẩn bị mua. À. À bà ấy, bà đây chuẩn bị chai sắt này. Có nghĩa là người mua có thể kiểu quên không mang chai đi là bà có chai sắt cho khách các bạn. Buổi sáng này nhiều người mua rượu lắm. Tí nữa các bạn, tí nữa càng ngày càng đông. Vì rượu trên này thì người ta cũng rất là hay uống các bạn. Có nhà nấu thì nhà không, nhưng mà rượu thì lúc nào cũng có ở trong nhà. Để đề phòng mà có khách là bỏ rượu ra để đãi khách. Rồi em đi đi nha anh nhá. Cảm ơn anh nhá. Vâng, cảm ơn anh. Ok, chúng ta sẽ đi sang bên này một tí các bạn. Chúng ta sẽ đi vào sâu bên trong cổng các bạn. Đấy, buổi sáng ngoài mọi người đang đi chợ rất là tấp nập. Và bây giờ thì Hải sẽ đi vào bên trong để chia sẻ tiếp cho mọi người. Khu vực này chủ yếu là người ta bán rau củ quả các bạn. Đấy, ở đây thì có gừng này. Gừng người ta bó thành bó này các bạn. Đây, gừng nó rất là non nhá. Cái này là người ta, em xem đi nhá. Cái này là người ta làm sạch sẽ nhỉ. Đấy, người ta làm hết đất đi. Cái này 10.000 à? 10.000 đến 5.000. 5.000 đến 10.000. Bởi vì thường thường nó rơi vào 10.000 một cân. Đấy. Thì chỗ này chắc là 5.000 đến 7.000, 10.000. Nói chung là tùy. Nếu mà các bạn mua thì là các bạn có thể là xin giảm giá. Đấy. Ớt này, ở đây có ớt này. Đấy. Trên vùng cao thì không thể thiếu, đó là món ớt các bạn. Ớt người ta treo các bếp ấy các bạn. Đây là cà chua bi này. Đấy, cà chua bi. Đấy, bên này là cà tím nhé các bạn nhé. Cà tím thì các bạn có thể nướng hoặc xào. Và cái này thì rất là quen thuộc đúng không các bạn? Đây này. Cái này là cái bồng khoai các bạn. Cái bồng khoai tước vỏ ra để nấu canh. Đấy, cái này ăn rất ngon lắm các bạn. Mùa hè thì ăn cái này thì rất là ăn được cơm. Ăn cái này với cùng với cái cơm này, rồi cà này, muối này, ăn rất là ngon các bạn. Đấy, bên này thì người ta cũng bán rất là nhiều những chùm quả dâu da các bạn. Ôi thôi. Đấy. À, bên này cả ớt nữa các bạn ạ. Su su các bạn ạ. Su su chắc là trên Sapa xuống các bạn. À, bởi vì là ở Sapa nó rét ấy, trồng su su được quanh năm ngày tháng. Đấy. Những quả rất là non. Đấy, su su này các bạn có thể xào luộc hoặc là làm nộm cũng được các bạn. Ôi, khu vực này đông thế nhỉ. Mình thấy là khu vực này khá là đông các bạn. Đầu cổng thì buổi sáng thường thường là các chợ phiên ngay đầu cổng thì rất là đông các bạn. Còn bên này đây, đấy các bạn có thể thấy là bên này cũng đông. Bên này thì có một quả hàng bánh rán này. À, kia là hàng chuối và có cả bi chuối nữa. Tí nữa chúng ta sẽ sang bên đấy để quay chia sẻ cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang khu vực bên này. Bên này thì mình thấy là người ta bán nhiều đồ hơn. Đấy. Ớt này các bạn này, ớt người ta làm người ta chia từng đồng ấy. Đấy, cứ 10.000 một đồng các bạn, 10.000 một đồng. À đây này. Đây là video trước rồi, không biết là mình giới thiệu cho các bạn chưa. Tiếng Mông người ta gọi là quả hống á. Hống. Nói chung là mình cũng không nghe rõ nhưng mà hình như là hống. Cái này thì các bạn có thể xào thịt hoặc là ngâm như kiểu ngâm hành để ăn các bạn. Mọi người bảo ăn ngon lắm nhưng mà mình cũng chưa từng ăn. Thấy mọi người chia sẻ hỏi ai cũng bảo vậy, ăn ngon lắm các bạn. Còn đây là bí này, quả bí non các bạn. Bí rất là tròn. Đấy, cái này thì xào đấy. Xào cả vỏ các bạn. Ớt này. Vâng. Đấy, bà bán rất là nhiều ớt nhé các bạn nhé. Ớt này. Bên này thì mọi người đang đi chợ rất là đông. Hôm nay được cái thời tiết hôm nay mát các bạn, dịu mát. Của cà. Bà giới thiệu cà. Cà tím bà nhỉ. Cái này để xào ấy, để luộc bà. Xào ăn à. Hình như là trên cổ và mình thấy bà đeo cái bùa. Cái này là cái gì đấy bà? Đấy, cái này này. Đấy. Bùa. Chim bâu.
bà rất là dễ tính, à, nói chung là bà bán như đấy, bà bán cái quả này các bạn này. Cái này là quả hống à? Hống à? Hống. Hống. Khống hay là hống? Cống. Cũng khó nghe nhỉ? Khó nghe lắm ạ. Cà chua. Đây. Hống. Hống ạ. Đấy, khu vực người ta bán rau củ quả nhé các bạn nhé. Đây, khu vực ngoài đường rất là đông. Bên này người ta bán cái gì nhỉ? Mình xem một tí các bạn. Chúng ta sẽ đi khu vực ngoài đường trước nhé các bạn nhé. Tí nữa chúng ta sẽ đi vào trong chợ các bạn. Đây dán gì đây? Lấm chiên là gì? Thường thường là con lấm niến, bây giờ lấm nướng, bây giờ là mình thấy là lấm chiên, xúc xích chiên, gọi là xúc xích rán đấy các bạn. Đây này, cái thành phẩm này các bạn này. Xúc xích này thì học sinh, trẻ con rất là thích ăn các bạn. Bánh mì 3T. Đây, lấm này các bạn này. Nấm người ta xiên này, xong rồi người ta sẽ chiên lên. Đấy. Nếu mà chiên lên chín này bao nhiêu tiền xiên này? 10.000 à? 10.000 bốn xiên á? Ồ, 10.000 hẳn là bốn xiên rồi cả. Cái này ăn kèm với xúc xích hoặc là ăn kèm với bánh mì 3T cũng được các bạn. Nấm này thì ăn được, rất là ngon. Đấy, khu vực bên này chủ yếu là các bà cô bán rau củ quả, bán những cái ngọn bí. Rồi đây là của cải trắng các bạn. Đấy, khu vực ở ngoài đường nhé các bạn nhé. Ngoài đường này. Đấy, mọi người bây giờ thì mới bắt đầu đi chợ. Ở đây thì có người bán ngô luộc này. Chắc là 10.000 ba bắp à. Hôm nay chuyển nghề bán ngô rồi, đây. Đấy, có một em gái bán ngô luộc các bạn. Còn bên này thì Hải thấy là người ta bán những cái quả dâu da. Lúc đầu Hải giới thiệu cho các bạn rồi đấy. Đấy, những quả dâu da các bạn. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì chúng ta sẽ sang khu vực bên này các bạn ơi. Đấy, sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người xem bên này có gì nào. Chợ phiên các bạn, chúng ta phải đi từ đầu đến cuối để xem chợ có gì phong phú hay không. Hình như bên trong kia người ta đang chọn những quả su su. Đấy, quả su su chắc là nó nhỏ, người ta bán rẻ. Đấy, bên này này các bạn này. Bên này những cái ngọn bí rất là non này các bạn này. Đấy, ngọn bí non nhỉ. Cái này ăn thì rất là ngon, xào, luộc. Mà chúng ta phải chịu khó tước cơ các bạn. Đây là những cây su su giống à. Nó có mầm này các bạn này. Đấy. Nó có mầm, có rễ này. Đấy, su su giống, mua về trồng các bạn. Kia thì củ cải đỏ. Cải đỏ. Còn bên này là chuối các bạn. Mít này các bạn ơi, mùa mít này. Ở đâu cũng bán nhá. Rồi ok các bạn nhá. Bây giờ thì mời các bạn đi vào chính thức ở bên trong chợ. Chúng ta vẫn đứng ở ngoài đường thôi. Mình sẽ quay phong cảnh một tí để cho mọi người hình dung đưa ra được chợ phiên Lùng Phình. Chợ này làm ngay đường cái nhé các bạn nhé. Làm đường cái trên đường lên Si hoặc đi Xí Mân Hà Giang. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp các bạn. Lại gặp lại một bác Trung Quốc đây rồi. Đây gặp bác Trung Quốc. Ni hao, ni hao. Xin chào. Xin chào. Bán ở đâu ấy ạ? Bán ở đâu? Trong kia? Kia. Gặp một người Trung Quốc nhưng mình không hiểu thì mình cứ nói bừa đi các bạn. Đấy, chúng ta đang đứng ở chợ phiên và bây giờ thì mời các bạn đi
sâu vào bên trong chợ nha các bạn nhé. Ở khu vực này khá là đông các bạn. Đấy, khu vực này người ta bán ớt này, cà chua này, rồi rất là nhiều đồ. Đấy, bây giờ thì quán này quán của em à? À, anh xem tí nhé, xem là không biết là bạn bán gì này nào. Hôm nay thì cái này củ kiệu à? À, củ kiệu và ớt các bạn. Mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người nhé. À, ở đây là bạn cái gì đấy? Vé chợ 5.000 đồng một vé. Ở đây là củ kiệu này các bạn này. À, củ kiệu này thì nó trắng như kiểu củ hành ấy bạn. Cái này bao tiền một cân bạn? 15.000 một cân. Ớt nữa, ớt đây, ớt này ớt to nhé các bạn nhé. Đây này, bạn này bán nhiều lắm, đây này các bạn này. Ớt tươi nhá, đây là ớt tươi. Ở trên vùng cao người ta hay ăn ớt tươi lắm. Những quả ớt tươi nhìn nói chung là màu đỏ. Cái này thì các bạn có thể xuyên vào, xuyên vào thành một dây để treo các bếp các bạn. Bên này bán nhiều này. Rồi ok, cảm ơn em nhá. À, đi quay tí đây. Ở bên này thì người ta bán nhiều lắm các bạn. Rất là đông nha, buổi sáng có người đi mua, người thì đi bán các bạn. Ở đây thì Hải thấy là có một hộp xốp rất là to và bán những quả lê. Quả lê này thì người ta gọi là lê tai lung nhá. Lê ở trên vùng cao, ở Bắc Hà các bạn, ở quanh khu vực Bắc Hà nữa. Đấy, lê thì mùa này nó cũng rẻ thôi. 10.000 này. Có loại 20.000, có loại thì 25.000 các bạn. Nhưng mà bây giờ thì sắp vào cuối mùa rồi ấy. Ôi, vừa bán hàng vừa nghe nhạc sướng nhờ. Đây này, bạn có cái ốp nghe nhạc các bạn. Ô, ở bên kia thì Hải thấy là người ta xuyên dây ớt kìa. Đấy, dễ tươi nhá, tí nữa sang đấy quay cho bạn xem. Đấy. Rau cải. Ui, mới to à. Hôm nay đông, hôm nay bà con ngồi hai dãy các bạn, khá đông. Ở đây là những bó gừng này các bạn này. Đấy, cái này chắc là 10.000 nhỉ. Đấy, 10.000 này. Cái này cả lá luôn này các bạn này. Đấy, 10.000 một bó gừng to. Ôi ôi, người ta làm sạch. Hôm nay bác đi hơi muộn đấy nhá. Đi sớm ấy. Sớm á? Bác bán cá các bạn, tí nữa mình xuống quay cho bạn xem. Đấy, dầu già. Ở trên chợ Lùng Phình này mình thấy là người ta bán ít thảo dược lắm. Tam thất kìa, tam thất kìa, nhưng mà có ít lắm, có mỗi người bán thôi. Hình như cả chợ có mỗi bạn này bán hay sao ấy. Nói chung là rất là ít, còn chủ yếu là rau củ quả thì rất là nhiều các bạn. Đấy, dưa này. Ôi, trời mưa rồi, chết rồi. Hôm nay đông nhá các bạn nhá. Phiên khác thì phiên trước thì mình không đi, còn phiên trước nữa mình đi thì không có dãy ở giữa này đâu. Nhưng mà hôm nay thì xuất hiện dãy ở giữa rất là đông. Đấy. Mọi người cũng đang đi mua rất là nhiều. À, đây là có bánh này. Đây là bánh ngô nhá các bạn nhá. Đây. Bánh ngô. Nó như kiểu cái này hình như 5.000 một cái. 5.000 một cái các bạn. Mưa rồi, trời bây giờ đang mưa các bạn. Ở đây là cây gì đấy? Không phải nhân trần chứ nhỉ? Ồ, đây là cây gì, nó nằm dễ chưa các bạn ơi? Nằm dễ như kiểu dễ sâm ấy, sâm nhỏ các bạn. Đây này. Đấy, một cái củ này nó nhiều. Đây các bạn này. Đấy.
Cái cây này cây gì đấy em? Em biết không? Chị biết cây của tiếng Mâm. Nhưng mà dùng để nước uống à? Vâng, nước uống. Chứ bệnh gì đấy? Đau bụng à? Đau bụng à? Như kiểu củ sâm nhỏ ấy nhỉ? Đây, như kiểu đằng sâm nhỏ ấy. Tiếng Mông tên là gì ạ? Tên tiếng Mông là gì? Không nghe được. Thế chim bầu ấy. Không biết. Nói chung là bác ấy nói tiếng Mông mình nghe kiểu không mình không dành về tiếng đó nên nghe nó khó các bạn. Đấy. Hôm nay đông nhỉ các bạn nhỉ? Hôm nay thật sự chợ đông. Đấy, khu vực người ta bán ớt này. Đấy. Ớt kia ớt siêu cay các bạn, ớt nhỏ nhỏ ấy, là ớt siêu cay đấy. Ớt to nó rẻ hơn nhá, nhưng mà ớt nhỏ kia. Đấy, từ 180 đến 200 nghìn một cân đấy. Rất là cay các bạn. Ớt ấy nổi tiếng ở trên vùng cao, cực cay. Ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải sẽ mời mọi người đi vào trong chợ tiếp các bạn. Xem chợ ngày hôm nay có gì không. Nói chung là có các mặt hàng bán thì rất là nhiều. Ở đây là có cái gì đó? À có măng các bạn. Ở đây là Hải thấy là những cái củ măng mai rất là to nhé các bạn nhé. Mỗi cái củ kia nó rơi vào tầm chắc là phải 3 cân. To phết đấy. Đây là hình như là có cả lấm này các bạn này. Đây. Cái lấm bé nhỉ. Này. Lấm này. Chắc cái này là để xào đây các bạn. Đây. À. Lấm gỗ hay sao đấy. Đây là lấm gỗ này. Cái này lấm ở cây gỗ ạ? À? Lấm này gọi là lấm hương hay lấm gì ạ? Ở trên nương á? Nó ở cây gỗ nhưng mà nhỏ nhỏ đấy nhỉ? À, đây. Lấm tên là gì cô biết không? Lấm gì ấy? Phải lấm hương, không phải lấm hương như nhỉ? Nắng cay. Cái này nắng cay. Nấu canh à? Nắng cay. Lóng cay á? Nắng cay. Lắng cay à? Lắng cay. Chim bầu vụ này chim bầu. Cô bảo là lấm lắng cay. Lắng cay à phải không? Mình cũng không biết lắm các bạn. Cái này là quả hống nhỉ? Quả hống này đây. Quả hống, người ta gọi quả hống ấy. Bác ơi bán ơi, trời mưa này, đang mưa này nó vào nó ướt này. Cái này đỗ tương các bạn này. Cái đỗ tương để làm ốc đậu nha các bạn nhé. Này. Đậy nó vào không nó mưa này. Đấy, bác này cũng bán ra nhiều măng nhỉ. Cái này 10.000 một cân nhỉ? Không ạ. Kiểu các bác, một số bác không nói được tiếng phổ thông ấy. Toàn chim bâu là không biết các bạn. Đấy. Nhưng mà mình hỏi rất là nhiều chỗ người ta bán 10.000 một cân các bạn. Đấy, khu vực này người ta bán ổi này. Đấy, ổi rất là sáng màu đẹp. Đấy, chợ phiên các bạn. Chúng ta đi chợ thì chủ yếu là thấy người ta bán hoa quả rất là nhiều. Đấy, đây là những cái quả thăng long. Đấy, dưa hấu. Nói chung là chợ phiên nào cũng thế. Hoa quả này, rau củ quả rất là nhiều. Đấy, mùa này mùa mít này. Đấy, rất là nhiều mít nhé các bạn nhé. Mít dai, mít mật. Chỗ đấy chắc là cân rưỡi nhỉ? Cân 6. Đấy, đoán gần chuẩn. 16.000. Còn lấy 15.000. Bởi vì thường thường nó rơi vào 10.000 một cân các bạn. Mít dai đấy. Đây là mít dai các bạn. Ok các bạn nhé. Đây thì Hải thấy là người ta bán cả dao này. Chắc là dao của chú này. Dao này chắc là tự làm thôi nhỉ. Tự đánh ạ, cho xem tí nhé. Ở đây thì bác ấy làm một số con dao và tự làm ấy. Đây này. Nhà dao từ nhíp ô tô à? Nó sáng màu à? Anh rút thôi em đấy. Ở nơi đây là những người ta đánh bằng búa này đúng không? Nó có gì không? Không gì đâu, cái chip này làm cái
Rít lần đầu cũng phải gì đấy, thế mà rít này có cái ý nghĩa là mình để ngoài trời nó có bị han hang vàng vàng không ấy? Đấy, đã han vàng vàng đấy. À, cũng bị à? Rít thì lần đầu phải vàng vàng, ngoài sông phải vàng vàng. Thì phải rít, rít ô tô thì phải vàng vàng. Lặng phết các bạn, đầm. Ví dụ mình đang bán con này với giá bao nhiêu tiền ạ? Là 150. 150 nhỉ. Cái này đi rừng nhỉ. Đấy. Đi rừng đẹp. Đấy, con nhỏ này nhỏ tiền hơn chứ? Nó 70.000. À 70.000 à. 60.000 đến 70.000. Có lợi thì 100. Con này. Hôm nay mình mới bán ở đây thôi chứ nhỉ? Hôm nay mới đi thôi. Ờ à, thế nào em thấy là lạ thì một phiên này không thấy đâu. Đấy. Hôm nay mình là tự làm thôi. À, vâng, đây. Làm tự, làm bản tự chế đúng không? Chế. À. Tính tỏ là nhà có lò rèn tự làm. Cái này phải hai người làm chứ. Mà hai người chứ. Ờ, một người cầm một người đập mà. Chứ một người thì mệt đấy. Một người nếu mà một người làm được không ạ? Vẫn làm được nhưng mà nó mệt nhỉ. Cái này là zip này. Cái này là làm. Rất là nhiều dao, dao dựa, dao phay. Con này dao thái thịt, thái rau. Con này mình nhập được đúng không? Không phải nhập đâu, cái này là lăm thôi. À. Lăm mái cưa ấy. À. Làm lưỡi cưa á? Lăn máy cưa. À lăn máy cưa à? Thế nào thấy nó nhẵn thế? Cái này thái rau, thái thịt, chặt thịt gà cũng được mà. Thịt gà nữa. Đúng rồi. Có cả dao bầu, mổ lợn, dao mổ lợn. Chọc tiết canh. Thế nào thấy nó lạ? Em cảm ơn anh nhé. Đi quay một tí cho đi chợ chơi. Lâu chưa đi chợ. À, đây này. Đây là ớt này. Ớt này đắt này. Ớt này người ta bán 20.000 một bát này nhá. 20.000 một bát. Ớt siêu cay các bạn. À, bát này bán dưa. Đấy, dưa trên vùng cao nó cứ tròn tròn bầu bầu này các bạn. Người ta gọi là dưa người Mông. Đấy, những quả ấy non đấy nhỉ. Vẫn non này. Vâng. Nó già thì nó có cái màu vàng vàng các bạn, nhưng mà cái này là non này. Mùa hè ăn cái này mát lắm. Hoặc là các bạn có thể làm lộm các bạn. Phở, đây là phở, phở Mông các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp nha các bạn nhé. Anh ấy mua được bó hương, một con gà. Ồ, bà bán cây lan này. À, đây có một búi lan các bạn. Cái hoa này này. Hoa này lan gì nhỉ? Giỏ giỏ này bao nhiêu tiền ạ? Ừ. 300 à? À. Cái này trồng lâu rồi chứ nhỉ? Trồng lâu, cái này từ 2 tuổi rồi. Có biết tên là hoa gì không? Không biết. Không biết à? À. Đây, cái hoa nó này các bạn này. À. Cái này thì bác ấy đang bán là 300.000. Ở đây có cả cào cào này. Đấy. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán cả lọ cào cào các bạn. Để đây này, quả cô ạ. À? Để đây cho dễ nhìn, đấy, để đây cho đẹp. Đấy, ở đây có lọ cào cào này các bạn này. Đấy. Ở dưới này cũng nhiều này. Bắt được nhiều nhỉ? Đây. Cái này họ bắt vào buổi đêm mà cô? Buổi tối đi bắt à? Bắt đi bắt ban ngày hay là buổi đêm ấy? Không biết này. Hả? Buổi đêm nhỉ? À. Cho thấy là mọi người bảo đi bắt buổi đêm cứ vồ mà nhặt nhặt này. Kiểu nó lúc đấy nó đi ăn nó cũng tối nhỉ? À. Cái này thì các bạn là mua về cho chim ăn này các bạn này. Đấy. Cái này cứ 15.000 đến 20.000 một nọ này. 20.000 một chai à? Bằng một lít rượu rồi nhỉ? Đấy, bằng một lít rượu này các bạn. Đây. Cào cào nhá. Đấy, các bạn nào mua cào cào thì các bạn cứ alo 20.000 một chai. Cái này thì các bạn về phơi khô và trộn với trứng hoặc là trộn với cám ngô để cho chim ăn được. Ở đây là người ta bán nhiều lắm các bạn. Nói chung là trên này người ta bán nhiều, rất là nhiều cào cào. Cũng khá là độc lạ các bạn.
Đây là củ gái trắng này các bạn ơi. Đẹp nhỉ. Nhìn màu sáng đẹp. Chắc đây là bó thành bó rồi. Chắc là 10.000 một bó các bạn ơi. 20.000 một bó. 15.000 à? 5.000 thôi. 5.000 thôi. À 5.000 à? Tưởng nghe không rõ. Và sorry. Củ cải trắng các bạn có thể là luộc này hoặc là nấu canh xào, nói chung là rất là nhiều việc các bạn. Ở bên này thì có một chai thuốc, mình cứ tưởng chai ớt nhưng không phải, chai thuốc các bạn, thuốc đau xương đau khớp đấy, cà chua rất là nhiều. Đi xem có anh mở rượu không à? Trên này đông thế thì là mình uống ăn thịt trâu thịt chó vào thì nó sẽ bị hút à? Bác bị hút chân à? Nhức chân đúng không? Đau này. À đúng rồi, bị sưng bị hút đấy. Cháu cái thuốc này xong là nó sẽ khỏi. À đúng rồi, nó nhức lắm. Không đi được đấy. Đúng rồi. Lai luộc cái một chục này nó sẽ hiệu quả ngay. Nhưng mà lấy cái này đi không xong thì tuần sau mới về đây. Lấy tảng cái này mà chẳng trước nhá. Một tuần nó biết mà. Một tuần là nó đỡ đỡ rằng thì vừa uống vừa xoa bóp xong là tuần sau là nghe thấy đó thì lại về lấy cái một triệu. Nhưng mà trông người không béo lắm mà bị hút nhỉ? Cái này béo không liên quan đến hút đâu nhỉ? Nó không, người gầy cũng hút được nhỉ? Gầy cũng bị như và... thế. Nhưng mà cái này là không ăn được thịt trâu thịt chó thẳng. Và... ăn luôn một tí là nó lại bị ngay mà. Đúng rồi. Cái thịt chó nó nhiều chất đạm ấy. Với lại thịt trâu ấy. Vâng. Thịt trâu thì mình nghe được cái mùi cũng như thế rồi. Vâng. Này. Này, nhiên nhá, mọi người nhá. Ai có bệnh thì vào đây lấy thuốc nhá. Lấy thuốc của bà dí à. Vâng. Đây là chú này nó bị bệnh gốc thì bệnh hút ạ. Thuốc này vâng. Để cho nó. Đây là một chai nước à? Một chai rượu thuốc à? À rượu thuốc à? Vâng. Này. Cảm ơn chú nhá. Cố gắng trong để cho khỏi bệnh nhá. Cố gắng trong một tuần thì khỏi. Một tuần thì đỡ nhiều rồi thì lại tiếp tục về lấy cái 1 triệu một túi đấy thì uống xong rồi nó sẽ khỏi hẳn nhá. Bác này bác kiếm được cây gì đây? Cái khúc này giống cái khúc kia nhỉ bạn nhỉ? Kia đúng không? Phải không? Giống không? Cái này khúc không giống không ạ. Cảm ơn nhá. Mau về sẽ khỏe nhá. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta đang đứng ở hàng thuốc lam các bạn. Đấy, những cái thuốc mà người ta uống. Đấy. Bỏ về bên trong này, bên trong này. Đấy. Đấy cây mật gấu á. À đúng rồi, cây mật gấu mà vàng khe này. Cái này cây mật gấu rồi bà, đây, vàng này, đấy đấy. Cây hoàng lim. Cây gì ạ? Cây hoàng lim. Hoàng lim á? Cây hoàng lim, nhưng mà cây mật gấu cũng phải. Vâng. Đúng, nhưng mà cây, một số thì bảo là cây mật gấu. Vâng. Có một số thì bảo là cây hoàng lim. Nhưng mà cây này là cây hoàng lim to. Vâng. Có một số là cây hoàng lim thì hoàng lim bé. Vâng. Đấy, ok các bạn nhé. Bây giờ thì Hải sẽ giới thiệu cho mọi người một số gia vị thuốc ở trên này nhé. Ở trên này thì cô ấy bán thuốc nam là chính và bán rất là chạy nhá. Đây này. Thuốc phụ khoa của phụ nữ cơ. Viêm phụ khoa này, viêm cổ tử cung này. Đau rát ngứa vùng kín này. Cái này thì thôi các bạn. Đấy. Cái này này. Cao huyết áp này, chóng mặt này, hoa mắt này. Vâng. Bà bán chạy nhất chợ đấy các bạn. Đấy các bạn có nhu cầu thì mua về thuốc đau lưng xương khớp hoặc là nhức mỏi cơ thể. Đấy, vâng. Đấy, các bạn cứ alo cho Hải nhé. Hải sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây này. Bệnh chữa sỏi thận này, suy thận này, tiểu đường này. Cái chủ bà nhá, cái chủ bà là lúc nào chỗ để giới thiệu cho. Vâng. Để bà vào YouTube cho người ta nhìn thấy nhá. Vâng, đây. Những này là tàn thuốc khô, phơi khô hết bà nhỉ? Những cái này gọi là một liều hay là một thang? Đây là mù quái như này thì là chỉ mù quái, là một liều thì là... Cái này uống được trong bao nhiêu ngày ạ? Cái này uống 2 ngày thôi ạ. 2 ngày à? Đun nước uống ạ. Đun nước uống hàng ngày thôi nhỉ? Đun nước uống hàng ngày như nước chè, thay nước chè uống. Cái này là uống là có sỏi trung thận á. Vâng. Uống xong là nó cắt tan ra, nó để tan dần là nó sẽ tan dần hết ạ. Tan dần đúng không nhỉ? Đấy. Đây, bà bán nhiều lắm các bạn. Cây này là cây khúc bổ máu à? Đúng ạ.
Đây, khúc bổ máu phơi khô. Cái này đấy các bạn mua này thì nó dễ này. Ngoài ra thì có cả khúc bổ máu, dây bổ máu, có hết. Đây này. Chữa viêm gan, viêm phổi, sơ gan, sơ tim, ung thư gan. Đấy. Những cái này thì cũng là đun nước để uống. Thuốc nam, gọi là thuốc nam các bạn. Đấy. Rồi, cháu cảm ơn bà nhá. Đây là thuốc bình gốc nhá. Đâu? Bình gút á? Thuốc bị bình gốc này. À. Tay chân tay phù này, đây này là yếu sinh lý nam giới này. Rất là hiệu quả ngay nhá. Cái này là nhiều loại bệnh rất là hiệu quả nhá. Một người anh nhìn thấy bà dí bán thuốc thì sẽ gọi cho sản phẩm của bà dí nhá. Rồi. Thì gọi đây thì cháu này, cháu tên là gì? Cháu tên là Hải. Cháu tên là Hải à? Và thì lúc nào anh có nhu cầu thì cứ gọi cho Hải thì Hải mới thử lấy thuốc của bà dí. Rồi. Chữa cho mọi người khỏe bệnh hết nhá. Vâng. Cháu cảm ơn bà nhá. Đấy. Và các bạn mua, nói chung là các bạn bị về đau chân, đau tay, xương khớp các thứ là các bạn cứ alo Hải. Hải sẽ giới thiệu cho các bạn những cái thuốc nam ở trên vùng cao. Và chủ yếu là những thuốc uống, uống thay nước chè hàng ngày các bạn rất là dễ uống. Đấy, các bạn đi làm xa thì các bạn có thể là cho vào bình giữ nhiệt ấy, để các bạn uống. Đấy, ngày uống, sáng uống, trưa uống, tối uống. Nó chuyên kiểu uống nước, thay uống nước mà các bạn. Nên nó không phải là thuốc Tây. Đấy, đây là thuốc nam các bạn. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán những cái túi thổ cẩm đẹp chưa? Đấy, đẹp nhé các bạn nhé. Túi này thì đựng tiền này, rồi đựng một số đồ điện thoại, đồ trang điểm. Cái này chủ yếu là phụ nữ người ta dùng đấy các bạn. Nó rơi vào tầm... Cái này mấy chục cô? 50.000. Đẹp này. Cái này thêu một mặt nhé. Cái loại đắt thì loại thêu hai mặt các bạn. Loại này thì có 50.000 thôi. Hoa văn rất là đẹp. Ở đây này, những cái túi dài dài ấy, đeo. Còn là túi thổ cẩm các bạn. Đấy, đồng bào ở trên đây thì đa số là đồng bào người Mông nhé các bạn nhé. Đây, các bạn thấy các cô người Mông này. Đấy, mặc váy này, mặc váy này. Đấy, mặc quần bên trong này, quần dài. Đội khăn nữa, đầu đội khăn các bạn. Xôi các bạn, ở đây thì có xôi, rồi có bánh mì pate rất là nhiều. Bên này thì bánh mì pate, xúc xích, đồ uống. Còn bên này thì xôi, bánh rán. Quán này thì bán rau này, bán cào. Đấy, rồi ok các bạn nhé, chúng ta đang đi vào trong chợ các bạn. Chợ ở đây thì chợ Lùng Phình diễn ra vào sáng thứ 6 hàng tuần. Khu vực này khu vực ẩm thực nhé, mọi người thì đi ăn sáng. Đấy, đi chợ phiên thì mọi người đi ăn sáng này, sau đó là sẽ đi mua một số đồ dụng cụ cần thiết ở trong gia đình. Như là mua thức ăn này, rồi mua... nói chung là thích mua gì thì mua, nhưng mà thường thường đa số là người ta đi chợ, người ta sẽ ăn sáng và đi mua. Hải thì vừa ăn sáng rồi nên Hải không ăn nữa. Nhiệm vụ của Hải bây giờ là đi quay chia sẻ cho mọi người những cái hình ảnh chân thực nhất ở trên chợ phiên để gửi tới quý vị và các bạn. Ở đây thì nhiều lắm các bạn. Chủ yếu là ẩm thực ở đây thì gồm có là phở này, đấy, mèn mén này, ốc đậu này, thịt chó này. Rồi nói chung là có cả bánh nữa, rất là nhiều. Gà đen, thịt lợn đen các bạn, rất là nhiều. Mọi người tranh thủ đi ăn phở và sau đó thì có thể là đi về. À,
Đấy, cô ấy đang chuẩn bị 4 bát phở các bạn, 4 bát phở cho khách. Ở đây thì đa số là thịt lợn đen nhé các bạn nhé. Đấy, người ta sẽ thái thịt và cho vào bát phở. Sau đó là sẽ đổ nước luộc thịt vào. Thái xong trần qua các bạn. Ôi, một cái chảo ốc đậu rất là to nhé các bạn nhé. À, thường thường là cứ chúng ta tùy chúng ta ăn thôi. Đấy, chúng ta có thể là gọi bát 5.000 hoặc là gọi bát 10.000 các bạn. Đấy, chảo ốc đậu rất là to. Và nói chung là ăn cái này thì các bạn có thể là ăn cùng với mèn mén này. Đấy, ăn cùng với thịt luộc này. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì chúng ta sẽ đi quay chia sẻ tiếp cho mọi người trong chợ phiên các bạn. Ở đây thì gọi là Vitamin Go Go, thịt chó các bạn nhé. Ở chợ phiên hình như là quán này là quán duy nhất làm thịt chó các bạn. Đây. Rất là ngon. Đấy, chúng ta có thể là ăn đông người, người ta gọi làm một cái nồi lẩu các bạn. Đây, nồi lẩu này. Và đây là dồi này các bạn này. Đấy, dồi ngon kìa. Ngon chưa? Đấy, thịt chó. Hình như cả chợ của mỗi quán bác nào bán thịt chó này nhỉ? Cả chợ là mỗi bác bán thịt chó này nhỉ? Mỗi bác này nhỉ? Không, ý nói là cả chợ là mỗi bác bán thịt chó thôi. Không, bác không hiểu gì. Ý mình nói là cả tất cả trong chợ này là mỗi bác bán món này thôi nhỉ? Mình đang bảo là quả chợ là có mỗi bác bán thịt chó thôi, là các bạn ăn thì là các bạn ăn muốn ăn thịt chó thì là các bạn ghé qua đây các bạn. Đấy, chợ quán rất là rộng nha các bạn nhé. Thịt chó nói chung là thịt chó thì các bạn biết đấy, ăn rất là ngon và rất là nhiều đạm, trừ khi là các bác nào bị hút thì các bạn không thích ăn thôi. Còn ở đây là khu vực gì đây? Ở đây là khu vực người ta bán thịt lợn các bạn. Đấy, chúng ta sẽ đi vào khu vực bán thịt lợn một tí nhá. Lợn đây thì có cả lợn thịt lợn trắng và thịt lợn đen. Đa số là thịt lợn đen các bạn. Đấy, rất là đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khu vực bán thịt lợn các bạn. Đấy, mọi người đi mua khá là nhiều. Bởi vì là một tuần thì là có một phiên. Đấy, người ta tranh thủ người ta đi chợ và người ta cũng mua thức ăn. Sau đó là người ta sẽ về đi làm. Còn bên trong này thì là người ta bán rất là nhiều quần áo các bạn. Người ta gọi là siêu thị mặt đất. Ở đây thì đa dạng lắm các bạn. Có cả quần áo trẻ em này, người lớn này, rồi người lớn thì quần bò, áo phông, áo dài tay, quần đùi, quần xịp, nói chung là đầy đủ hết các bạn. Chợ phiên bây giờ thì nó cũng rất là đa dạng. Đấy, chúng ta vừa đi khu vực ngoài cổng. Đấy, bây giờ thì có lẽ là bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi vào bên trong này xem là người ta bán gì nhé. Đấy, trong này thì đa số là quần áo nhỉ. Anh ăn muộn đấy. Và đấy, trong lều, trong nhà đây gọi là trong nhà lều, được xây dựng khang trang. Quần áo, màn. Khu vực ngoài kia khá là đông các bạn, đó là khu vực rất là đặc biệt. Đấy, chợ gia súc các bạn. Ở phiên chợ nào thì là chúng ở phiên chợ nào cũng vậy các bạn. Đi chợ mà không đến chợ gia súc thì chúng ta không cảm nhận được cái chợ phiên ở vùng cao. Đây, ôi hôm nay đông thế nhỉ. Hôm nay khu vực này mình thấy là khá là đông các bạn. Một hôm đi thì thấy ít hơn nhưng mà hôm nay thì đông thế. Đây này. Đấy. Mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem. Rất là đông. Buổi sáng mọi người đi chợ khá là nhiều. Đấy, đông chưa? Ôi, hôm nay nhiều chó nhỉ. Một hôm đi rất là ít chó, hôm nay nhiều chó thật các bạn. Ở khu vực này là khu vực người ta bán chó nhé các bạn nhé. Đây, chó này. Ở đây thì đa số là chó thường thôi. Đấy. Bây giờ thì Hải sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người một số con chó ở trên vùng cao. Đấy, chó thường này các bạn ạ. Con này con cọc đuôi này các bạn ạ. Cái con này hôm qua ở xín, hôm nọ ở xín, chắc không phải chứ nhỉ. Đây. Con này của anh à? Bao nhiêu tiền con này? Hơn triệu à? Chắc nó đắt ở cái cọc đuôi ấy nhỉ. Này. Chó xù cọc đuôi. Để mình xem con này cọc tịt hay là cọc thỏ, cọc quýt nhé. Con này cọc thỏ chứ nhỉ? Nó dài mà. Con này không phải cọc tịt các bạn. Mình vừa kiểm tra thôi. Con này thuộc dạng là cọc thỏ. Anh báo là tầm 1 triệu. Mấy con chó trắng kìa. Đây này. Những cái dòng chó thường các bạn. Chắc là con này chó đỏ à? Chắc con này đắt nhất chứ nhỉ? Chó như kiểu chó Bắc Hà ấy nhỉ? Đấy. Mắt tây, mũi đỏ, lông cà phê. Còn những cái dạng mà con bình thường như này thì có đuôi. Thì nó rơi vào cho 200, 250, 300. Đắt lắm thì 400-500. Rất là nhiều các bạn. Con kia cũng cọc kìa. Vằn, con đây vằn. Đấy, con kia cũng cọc kìa các bạn nhỉ. Đấy, chó cọc đuôi. Thường thường ở trên này thì người ta hay thích mua chó cọc đuôi các bạn. Con này chắc là cọc quýt à. Con đây nó cũng rất là ngắn. Con này xù lông mèo này các bạn này. Cái lông của nó xù như kiểu mồm con mèo này. Đấy. Nhìn nó xồ xê. Đấy, con bên này thì lông nó gọn, đẹp. Cái dòng này là dòng nó vậy nha anh nhỉ? Con này dòng chó này nó cứ kiểu này đấy nhỉ? Con này bao nhiêu tiền? 200.000. Con xù này anh báo là 200.000. Lông của nó như kiểu lông mèo. Gọi là chó lông mèo các bạn.
Con này lông nó ít lông này, lông mượt, gọi là lông mượt không phải lông xù. Bao nhiêu tiền con này? À, nhưng mà bạn này mua rồi sao ấy? Mang đi bán á? À, mình tưởng là ngồi đây tham khảo của bạn này. Ô, hai con này chắc là cùng loài sao ấy? Thấy lông nó, con này cũng nhỏ này, kiểu nó gọn ấy. À, ỉa bậy nhá. À, tay vảnh, hai con này tay vảnh các bạn. Con này mấy trăm hay cũng bằng con đấy? Hả? 100 thôi á? Ồ, 100 thì bỏ gì bán? Đây này các bạn này. Hôm nay nhiều chó nhỉ, hôm nay đi thấy nhiều đấy. Một hôm đi có 2-3 con, hôm nay nhiều. Đây. Nhưng mà không thấy khách đâu nhỉ? Hôm nay ít khách nhỉ? Đây này có hai con, có hai con bốn mắt này các bạn này. Nói chung là hôm nay thì đi chợ thì khách thì thấy ít lắm. Những con chó bình dân các bạn. Những con chó rơi. Con này cũng chó công đuôi này. Hôm nay nhiều người bán nhưng mà ít người xem nè các bạn. Ít người đi mua. Đấy, rất là nhiều. Còn khu vực ở bên này là khu vực ở chợ lợn nhé các bạn nhé. Khu vực người ta bán lợn. Ở đây, người ta đang xem này các bạn. Ôi, con này to rồi. Con này chắc phải 20 cân, 25 cân nữa nhỉ. Đây. Con này tầm 25 cân không anh? Bao nhiêu cân? 27 cân. 2, 2, 6, 12. Có được 3, 3, 6, 18. Triệu mấy, triệu mấy? Triệu cao á? Triệu, triệu bao nhiêu tiền ấy? 2 triệu rưỡi cơ. À, 2 triệu rưỡi cơ à? Thế thì bán lợn giống nhỉ? Lợn nuôi ấy? Tưởng là lợn thịt thì giá nó phải... Có 6 mấy mà lại to. À, đấy thịt có 6 mấy thôi. Cái lại đem 70. À. Nhà còn con to nữa mà. À. Hôm nay mình bán mỗi con này à? Bán mỗi con đấy. Bán được chưa? Chưa. À. Nó bán một con rồi nhưng mà nó bắt đi rồi. Thế này phải buộc cái dây khách dễ xem. Mỗi lần là xem này bỏ nhiều ra. Cái nó xảy ra. Tại vì bây giờ này bán mình không sợ, mình để đây nó an toàn, không bán được mình mang về thả. À. Không, vì nhiều lần. Thế buộc dây thì làm sao? Bộ dây như kiểu lợn đi linh tinh bên mình ai biết là lợn nào sạch hay không sạch đúng không? À, bởi vì là mình thấy một số ví dụ ở Mường Khương nhá, hay buộc vào vai dây thừng ấy, vào vai. Thì người xem nó dễ, không phải bỏ ra bỏ vào. Cái này mà trời, đây hôm nay nó còn mát, hôm nào trời ví dụ như hôm qua hôm kia là hôm nay nó nắng to đấy. Thế bỏ ra bỏ vào nó cũng mệt. Nói chung là chợ thì mình thấy là cũng có người đi xem nhưng mà tốc độ thì bán hơi chậm nhỉ. Ít người đi mua. Những con lợn người ta ở đây thì đa số là cho vào những cái bao các bạn. Khác với Mường Khương thì đa số mình thấy là người ta buộc những cái dây vào vai con lợn. Còn đây thì một số bác thì cho vào trong lồng, một số bác thì để trong cái bao. Để trong cái bao thì phải đục cái lỗ ra để cho nó thở các bạn. Đấy. Đấy, chúng ta vừa đi một vòng rồi các bạn. Chúng ta đã đi một vòng quanh chợ phiên rồi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn nhé. Có lẽ là video của Hải xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy cho Hải xin một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn.